Và tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật những tin tức về tình hình trật tự an toàn giao thông cùng với chị Thanh Nga. Cảm ơn Đức Anh. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả tổng hợp phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trong tháng 4 năm 2017. Kết quả thống kê tháng 4 năm 2017 cho thấy, bình quân có 60,6% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ. Trong đó, Nghệ An là một trong 10 địa phương có nhiều phương tiện không truyền dữ liệu về tổng cục đường bộ. Cả nước có tổng số 50.986 lần vi phạm quá tốc độ. Tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,061 lần, 86,7% so với tháng 3 năm 2017 và giảm 34% so với cùng kỳ năm 2016. Cũng trong tháng 4 năm 2017, các sở giao thông vận tải đã xử lý 1.453 xe vi phạm, trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.447 xe, từ chối cấp phù hiệu là 6 xe. Như thường lệ, vào ngày 30 hàng tháng, Bản tin An toàn giao thông của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ điểm lại những vấn đề nóng được phản ánh trong chuyên mục An toàn giao thông tháng 5. Theo quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt thì điểm dừng đón trả khách phải đúng luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh tồn tại khá nhiều điểm dừng xe buýt trở hợp lý làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Có thể kể đến là ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thái Học Lê Lợi. Rất nhiều ý kiến cho rằng việc cắm biển dừng đậu xe buýt đang còn khá nhiều bất cập cần phải được điều chỉnh lại cho hợp lý hơn. Nếu không sẽ tạo nên các bến cóc dưới danh nghĩa điểm chờ xe buýt trong nội đô thành phố Vinh. tuyến quốc lộ 1A đoàn từ cầu rát đến địa phận tỉnh Nghệ An thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A dưới hình thức BOT đang có đến 5 điểm đen đặc biệt nguy hiểm tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa có giải pháp cảnh báo hợp lý. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có gần 10 vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường này, trong đó có hai điểm tại ngã tư Văn Bảng và điểm giao Quỳnh Hoa Quỳnh Hậu đi xuống khu vực biển Quỳnh thuộc huyện Quỳnh Lưu liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thực tế này cần được các cơ quan chức năng có giải pháp hợp lý nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Bằng nhiều hình thức, các cấp ngành địa phương của Nghệ An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông cho người dân. Trong đó chương trình nông thôn miền núi với an toàn giao thông được xây dựng và triển khai từ tháng 10 năm 2016, đến nay đã thực hiện ở 8 huyện miền núi của Nghệ An. Thông qua hoạt động này sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là tai nạn giao thông vùng nông thôn miền núi. Huyện miền núi Tương Dương hiện có nhiều tuyến đường đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Có thể kể đến, đây là tuyến đường nối lên quốc lộ 7A với các xã biên giới huyện Kỳ Sơn. Quốc lộ 7A, tuyến tỉnh lộ từ cửa rào đi Yên Hòa, tuyến đường từ Yên Na đi Yên Tĩnh. Đây là những tuyến giao thông huyết mạch trong việc lưu thông vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương, cho nên rất cần được nâng cấp sửa chữa để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bản tin an toàn giao thông hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, công ty cổ phần thương mại Hồng Hà đã tài trợ phát sóng chương trình này. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta cùng quay trở lại bản tin chiều. Xin mời Đức Anh tiếp tục chương trình. Cảm ơn chị Thanh Nga. Tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi phần tin kinh tế tài chính trong nước và quốc tế với những nội dung chính sau đây.